Ok, đây là những linh kiện mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đây là những cái linh kiện rất chi là quan trọng trong các cái mạch điện tử. Nhưng có những cái linh kiện mà nhiều bạn chưa biết và chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đây chính là cái cầu chì chứ là cái gì đâu. Cầu chì thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Hầu hết gia đình chúng ta đều có một cái cầu chì ở trong cái tủ điện. Hay ít nhất bây giờ là người ta thay thế bằng các cái automat rồi. Thì trong cái mạch điện tử ở đây mình nói chủ yếu về mạch điện tử thôi chứ không phải nói về cái điện điện công nghiệp các thứ, bởi vì nếu mà nói về cái lĩnh vực cả điện điện công nghiệp nữa thì cầu chì nó rất chi là đa dạng luôn. Đây mình trên tay của mình đang có rất nhiều các cái loại cầu chì đây, và sẽ có những cái loại cầu chì mà có thể nhiều bạn chưa biết, các bạn thấy không, rất nhiều luôn, đa dạng luôn nhá. Đây cũng là cầu chì này các bạn này. Đây, các bạn cho rằng cái này là cầu chì hay là tụ điện? Nhiều người thì cứ tưởng nhầm đây nó là cái tụ điện hoặc là một cái cuộn cảm ở đấy, nhưng mà bản chất đây nó là cái cầu chì các bạn nhé. Đây, cái này nó cũng giống tụ điện nhưng đây cũng là cầu chì, rất nhiều luôn. Những cái này, đây, cái này thì các bạn cho là tụ gốm đúng không? Nhưng nó là cầu chì chứ không phải tụ gốm đâu nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xem là trên thực tế nó sẽ có những cái dạng cầu chì nào ở trong các cái mạch điện tử. Và mình lưu ý các bạn, ở đây mình chủ yếu nói về các cái mạch điện tử thôi chứ không phải nói về điện điện công nghiệp. Và ở đây mình cũng chỉ nói về một số các cái cầu chì thông dụng tiêu biểu mà trên thực tế hay sử dụng. Rồi, rất nhiều đây rồi. Rồi, ở đây mình sẽ phân ra làm bốn cái loại cầu chì cho các bạn dễ hiểu nha. Thứ nhất đó là cầu chì thường. Cầu chì thường là cái cầu chì mà khi mà quá cái dòng điện chịu đựng của nó thì là nó tự đứt, và khi mà nó đứt rồi thì các bạn buộc phải thay thế cầu chì khác chứ nó không thể là tự phục hồi được. Đấy, người ta gọi là cầu chì thường. Thì đây đây là con cầu chì thường các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy các cái thông số của nó ghi này. Đấy, và nhất là cái dòng đây, cái dòng quan tâm nhất là cái dòng là 6A này. Cầu chì nào nó cũng sẽ ghi cái dòng định mức của nó, có nghĩa là quá cái dòng đấy thì nó ngắt. Và với cái cầu chì này, nó là cái dạng cầu chì sứ thì thông thường sẽ hay dùng ở trong các cái tủ điện, và nó sẽ có một cái thiết bị để gắn cầu chì đây, các bạn gắn nó vào và chúng ta đóng nó vào. Nó cháy thì các bạn chỉ cần lật ra và thay thôi. Đó, đây đây các cái loại cầu chì thường này. Đó. Cầu chì này cũng là cầu chì thường các bạn nhé. Đây là một dạng cầu chì là cầu chì thường. Mình sẽ cho các bạn xem các cái dạng cầu chì thường. Đây là những cái cầu chì thường này. Đây cũng là cầu chì thường. Các bạn mà hay dùng xe máy ô tô thì các bạn sẽ biết được cái cầu chì cái dạng này. Cái dạng này nó hay gắn ở trên ô tô xe máy này. Nó cháy thì các bạn cần rút cái này ra thay cái khác. Đây cũng là cầu chì thường các bạn nhé. Đấy, nó thiết kế giống như kiểu là cái tụ điện hay là cái cuộn cảm nhưng mà nó là cái cầu chì. Đây cũng là một dạng cầu chì thông thường các bạn nhé. Đây nó là một cái dạng cầu chì ống này. Còn đây nó là cái dạng cầu chì dán này. Đây cũng là một cái dạng cầu chì thông thường các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy nó là một cái ống giống như một cái linh kiện ngày xưa ấy, người ta hay làm cái kiểu ống ống như này. Thì đây là những cái dạng cầu chì trong thực tế mà mình đang có trên tay. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn, đối với cầu chì thường thì khi mà quá dòng thì là nó sẽ cháy luôn và chúng ta cần phải thay. Đây như cái cầu chì này là 2A nhé. Đấy, dòng chịu của nó là 2A và cái điện áp chịu của nó là 250V. Mình sẽ đo cho các bạn xem. Cầu chì thì bản chất nó là thông mạch. Các bạn nhìn thấy trên cái đồng hồ của mình, đấy nó đang thông mạch và cái điện trở của nó bằng không luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử nó quá tải. Đây, mình sẽ mắc nối tiếp cầu chì với một cái bóng đèn, thì cầu chì bây giờ nó sẽ được mắc nối tiếp với bóng đèn đúng không? Bóng đèn sáng đúng không? Bây giờ mình sẽ chập nó lại để quá tải để các bạn xem. Đó, thì các bạn thấy chưa? Chập cái là cầu chì cháy luôn rồi, đứt rồi, không sáng bóng đèn nữa. Bây giờ mình sẽ đo đo thông mạch xem nó còn thông không. Đó, các bạn thấy không? Nó đứt rồi, không thông mạch nữa rồi, tệt luôn rồi. Như vậy là cầu chì này phải thay thôi. Đấy là cầu chì thông thường nhé. Cái loại cầu chì thứ hai mà thông dụng trong thực tế đó là cầu chì cao áp các bạn nhé. Đây chính là cái cầu chì cao áp. Thì bản thân nó giống như một cái cầu chì ống, giống như cầu chì thông thường. Thế nhưng mà cái cầu chì cao áp thì các bạn để ý bên trong nó sẽ có một cái lò xo.
Đấy. Thì các bạn hình dung là cái cầu trực áp thì nó hoạt động ở các cái điện áp hàng kilovolt, và cái hiện áp hàng kilovolt ấy khi mà nó ngắt cái cầu trì, các bạn thì nếu như đối với cầu trì thông thường khi mà nó ngắt nó đứt ra thì hai cái cực của nó vẫn sát nhau như này. Đấy, hai cực nó vẫn sát nhau như này. Và dẫn đến là nó sẽ có cái hiện tượng là phóng tia lửa điện thông qua hai cái cực nó sát nhau như vậy. Do đó đối với cái cầu trì cao áp thì nó giống như cầu trì thông thường, nhưng nó sẽ làm dài hơn một chút và nó sẽ có cái lò xo. Và khi nó ngắt thì hai cái cực đấy nó sẽ bị cái lò xo nó kéo giãn ra, nó cách nhau ra, hai cái cực nó giãn dài ra như này thì nó sẽ không có cái hiện tượng phóng điện qua hai bên. Thì đây là gọi là cầu trì cao áp. Một cái dạng cầu trì tiếp theo mà ứng dụng rất nhiều trong cái thực tế đó là dạng cầu trì nhiệt các bạn nhé. Đây chính là các cái kiểu cầu trì nhiệt. Thì thông thường cầu trì nhiệt sẽ làm bằng kim loại, bởi vì nó cần phải chịu nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp thì kim loại nó sẽ tốt và bền hơn. Đây cũng là kiểu cầu trì nhiệt này. Đây cũng là cầu trì nhiệt các bạn nhé. Đấy, cầu trì nhiệt này. Đây cũng là cầu trì nhiệt này. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy là nó hầu hết nó làm bằng kim loại hết. Và cầu trì nhiệt là cái gì? Cầu trì nhiệt là khi có nhiệt độ ở bên ngoài nó tác động vào cầu trì thì đến một cái ngưỡng nhiệt độ nhất định của nhà sản xuất thì lập tức cầu trì sẽ ngắt và hoặc là đứt. Và khi mà nó đứt thì chúng ta cần phải thay cầu trì khác, nó giống như cầu trì thông thường là đứt là phải thay. Các bạn lưu ý là nhiệt bên ngoài tác động chứ không phải là nhiệt do cầu trì sinh ra các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dùng một cái con này mình sẽ test cho các bạn. Con này là chịu nhiệt độ 65 độ và cái dòng chịu của nó là 10A. Bây giờ mình sẽ đo xem nó có thông mạch hay không đã. Thì các bạn thấy là cầu trì thì nó còn tốt thì nó sẽ thông mạch và cái điện trở nó về không. Rồi, bây giờ mình sẽ nối cái bóng đen này, nối tiếp với cầu trì. Và chúng ta sẽ thấy là bóng đèn nó sáng đúng không? Và nhiệt độ phòng của chúng ta ở bây giờ, đây để mình xem cái nhiệt độ phòng là bao nhiêu. Rồi, nhiệt độ phòng đang là 29 độ C. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bật lửa, chúng ta sẽ tác động vào cái cầu trì này để cho cái nhiệt độ nó lên 65 độ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Lên khoảng 65 độ thì lập tức là cầu trì nó ngắt nhá. Đấy. Nó ngắt luôn rồi. Nó không sáng bóng đèn nữa. Thì với cái cầu trì nhiệt này khi mà quá nhiệt thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt. Và khi mà nó ngắt là coi như đứt bên trong rồi thì các bạn cũng phải thay mới nhé. Bởi vì cầu trì này nó không phải là tự phục hồi được. Có những cầu trì mà nó hoạt động ở cái nhiệt độ thấp, ví dụ nhiệt độ âm, thì thông thường cái cầu trì đấy sẽ sử dụng ở trong các cái dàn máy lạnh hoặc là trong tủ lạnh các bạn nhé. Tiếp theo mình chia sẻ với các bạn một cái dạng cầu trì cũng khá thông dụng trên thị trường, đó là cầu trì tự phục hồi. Đây, các bạn thấy những cái cầu trì cái kiểu như thế này nó thường được lắp ở các cái ổ cắm như ổ cắm Liwa chẳng hạn ấy, thì các bạn sẽ hay bắt gặp cái này. Khi mà nó quá tải một cái thì nó sẽ ngắt và chúng ta sẽ phải chờ một lúc, chúng ta nhấn cái nút này thì nó sẽ phục hồi lại và chúng ta không cần phải thay cái cầu trì này. Còn đây, các bạn nhìn thấy đây nó giống như một con tụ gốm, nhưng bản chất đây nó cũng là một cầu trì, nhưng nó là cầu trì tự phục hồi. Và các bạn sẽ thấy cái cầu trì tự phục hồi này cực kỳ hay luôn nhá. Đối với cầu trì tự phục hồi, khi mà nó quá dòng của nó thì nó sẽ tự ngắt cho chúng ta và chúng ta sẽ để một lúc đấy thì nó sẽ lại đóng lại. Mình sẽ đo xem nó có thông không. Ok, các bạn thấy là nó đã thông mạch, như vậy con này đang còn sống nhá. Mình cũng sẽ test với cái bóng đèn này. Bóng đèn sẽ nối tiếp với cầu trì tự phục hồi nhá. Rồi, các bạn thấy là bóng đèn sáng này. Bây giờ mình sẽ chập mạch ở cái đầu bóng đèn để tạo ra cái đoạn mạch xem cầu trì tự phục hồi nó có ngắt hay không. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chập mạch, bóng đèn đã ngắt. Đấy. Và chúng ta sẽ thả ra, chờ một lúc. Các bạn chờ tay, cầu trì tự phục hồi nó đang nóng rồi, nóng lắm. Đấy. Tức là cái nhiệt nó sinh ra từ cái cầu trì tự phục hồi này nó sẽ tự làm ngắt nó. Và bây giờ chúng ta sẽ để một lúc để cho nó nguội đi, xem nó có phục hồi lại hay không. Đấy, các bạn thấy chưa, nó nguội đi, nó đã phục hồi lại rồi nhé. Đấy, phục hồi lại rất chi là ok. Bây giờ nó cứ nóng, nó quá tải, nó tự ngắt, cứ nóng nó quá tải tự ngắt. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó nóng ran như xem nào, xem nó có tự phá hủy được không nhá. Mình đang chập mạch cái cầu trì này thì các bạn thấy xem cái nhiệt độ của nó xem như thế nào, để chúng ta sẽ xem có thể phá hủy được cái cầu trì tự phục hồi này không. Thì các bạn nhìn thấy là cái nhiệt độ của nó đang tăng lên rất cao luôn, 74 độ rồi.
Với cái nhiệt độ này khi mà các bạn sờ tay vào là sẽ bỏng tay nhé, nên là đừng có sờ vào. Ok, 99 độ. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để cho cái cầu chì này nó nguội. Và chúng ta sẽ xem nó có thể phục hồi lại hay không các bạn nhé. Thổi cho nó nguội cái. Nó không hề bị biến dạng, nó chỉ nóng lên thôi. Đấy. Bắt đầu đang hạ nhiệt dần rồi. À, nhiệt độ ok, mình sờ tay như này là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đấu lại xem là nó có sáng hay không. Ồ, ngon lành các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Ngon lành luôn nhá. Như vậy là đố các bạn phá được cái cầu chì tự phục hồi này nó hỏng nhá. Đấy, nó nguội đi là nó lại ok rồi. Đây nó quá tải này, nó lại tự ngăn. Đấy. Đây nóng ấy, ui nóng ấy. Đang quá tải này, bởi vì cái cầu chì này nó chịu dòng có khoảng 1 ampere thôi. Còn cái bóng đèn của mình nó khoảng hơn 1 ampere nên là nó lại tự ngắt rồi. Đây đang nóng rồi, bây giờ chờ nó nguội lại. Đấy, nguội rồi, bây giờ mình lại test này. Sáng này, ngon chưa? Chờ một lúc nó quá tải, nó lại tự ngăn. Đấy, lại tự ngắt rồi các bạn. Nó quá tải, tự ngắt. Rồi, ok. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn các cái loại cầu chì có trong thực tế. Và các bạn thấy rằng với cái loại cầu chì tự phục hồi này thì cực kỳ ngon, cực kỳ hay luôn. Đố các bạn phá được cái cầu chì như này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.